Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn. Tập 129. Thần Đạo Đan Tôn chương 1284, so luyện lôi bạo đan. Ha ha, trẻ tuổi nhất coi như xong, ta biết ít nhất 10 người còn trẻ hơn Hà Đại Sư, nhưng thực lực đan đạo mạnh hơn. Bất quá, Hà Đại Sư đúng là thiên tài đan đạo. 3 vạn năm trước mới nhảy vào đan sư cấp 5, nhưng hơn 1 vạn năm trước liền xông lên cấp 6. Vô cùng kinh người, Bảo Lâm Các đánh ra lá vương bài này, xem ra là muốn nghiền ép Hàn Lâm Các. Còn phải nói, cũng đã đến nước này, nhất định thừa thắng truy kích, nhất cử bắt lại Hàn Lâm Các. Nhưng sao ta luôn có cảm giác, lần này Bảo Lâm Các sẽ bại à? Ta cũng vậy, người trẻ tuổi kia sâu không lường được, có lẽ sẽ sáng lập kỳ tích. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, tràng diện cũng không có khuynh hướng Hà Cảnh Vân bái kiến Hà Đại Sư. Đan sư của Bảo Lâm Các đều hành lễ với Hà Cảnh Vân, ở thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Hà Cảnh Vân hơi giơ tay lên nói, miễn. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn nói, các hạ mới vừa gia nhập Hàn Lâm Các, cần gì nhảy vào vũng nước đục này. Ha ha, Lăng Hàn chẳng qua là cười cười, loại lời không có ý nghĩa này không cần lãng phí nước bọt. Hơn nữa, ai có thể biết, Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng là đồ đệ của hắn, lấy tính tình bao che khuyết điểm của hắn, ngươi lấn đồ đệ của ta còn muốn ta qua một bên chơi. Đùa gì thế? Trong ánh mắt của Hà Cảnh Vân không khỏi lộ ra hung quang, hắn đúng là thiên tài, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài, vì vậy, hắn hết sức tự phụ, thậm chí có lòng ghen tị rất mạnh. Bây giờ xuất hiện một đan sư trẻ tuổi hơn hắn, nhưng thực lực lại có thể không kém gì hắn. Tự nhiên để cho hắn không vui cùng bất mãn. Hắn nói, ta với ngươi tỉ thí một trận, bất quá, ai thua, thì bò ra con đường này. Bò ra con đường này, tất cả mọi người biến sắc, cái đánh cuộc này cũng quá lớn đi. Đừng nhìn Bảo Lâm Các lấn đến trên. Đầu Hàn Lâm Các, nhưng chỉ là lấn chuyện không lấn người, chẳng qua là ăn cạnh trên phương diện làm tranh mà thôi. Thực lực ngươi không bằng người, vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng tiền đặt cuộc của Hà Cảnh Vân như vậy, đó là nhục nhã người a. Thật muốn bò ra con đường này, sau này Lăng Hàn còn có thể ở chỗ này lăn lộn sao? Khẳng định êm mặt rời đi, cả đời không dám tới nữa. Ánh mắt của Lăng Hàn cũng rét lạnh, cạnh tranh trên phương diện làm ăn hắn có thể cười một tiếng bỏ qua, nhưng bây giờ Hà Cảnh Vân hiển nhiên là nhằm vào hắn. Hừ, ngươi thật là tự mình tìm chết a. So luyện đan với đan đạo đế vương, ngươi xác định. Được, Lăng Hàn đáp ứng một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Chúng ta so, là luyện chế thần đan cấp 6. Hà Cảnh Vân cường điệu nói, nhìn đối phương khí huyết cực vượng, đoán chừng không tới 1000 tuổi, vậy đối phương chống đỡ chết cũng là ở đan sư cấp 6 1000 năm. Chỉ 1000 năm mà thôi, có thể luyện qua mấy lò thần đan cấp 6, có thể hiểu rõ bao nhiêu đan phương cấp 6. Nhưng hắn vạn vạn lần không thể nào nghĩ đến, Lăng Hàn chẳng những là đan đạo đế vương, còn có một luân hồi thụ, dưới tàng cây tìm hiểu một ngày chính là 1 năm. Lăng Hàn cười cười nói, được, nhìn ở phân lượng ngươi là tiểu bối, ta chọn lựa trước, ta luyện chế lôi bạo đan. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết một loại thần đan cấp 6 như vậy, bất kể là trước hay sau, hắn cũng chỉ luyện cái này. Nếu như thế, sao không trang bức một lần? Quả nhiên, hắn vừa trang bức, người xung quanh đều động dung. Trước đã nói, trước hay sau, đó là có khác biệt rất lớn, người chọn sau có thể nắm giữ quyền chủ động, sự lựa chọn lớn hơn. Lôi bạo đan. Hà Cảnh Vân cũng hơi động dung, cái này ở thần đan cấp 6 cũng thuộc về loại đặc biệt khó luyện chế, hơn nữa còn là cổ phương, hiện tại cũng không có nhiều người nắm giữ. Bất quá, hắn vừa vặn là một trong những người nắm giữ. Ha ha, vậy ta cũng chọn lôi bạo đan. Hà Cảnh Vân tràn đầy tự tin nói. Trong lòng hắn cười lạnh, đối phương khẳng định không biết, hắn ở lôi bạo đan tốn tinh lực rất lớn, bởi vì loại đan dược này rất ít người luyện. Nhưng hiệu quả lại vô cùng lớn, có thể để cho chiến lực của Nhật Nguyệt cảnh trung cực vị tăng vọt 2 tinh, giá trị cao vô cùng. Vì vậy, hắn cách một đoạn thời gian sẽ luyện chế một lò, chẳng những có thể giữ vững 100% tỷ số thành đan, hơn nữa phẩm chất cũng có tăng lên rất lớn. Chọn lôi bạo đan so với hắn, tự tìm khó chịu. Vậy chuẩn bị tài liệu một chút, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi.
Hồ Đan Sư nói. Song phương đều chuẩn bị tài liệu, bất quá, bên Hàn Lâm Các lập tức lộ ra vẻ khó khăn, bởi vì bọn họ căn bản không có đan sư cấp 6, tự nhiên sẽ không chuẩn bị tài liệu cấp 6. Lăng Hàn cười cười, từ trong hắc tháp lấy tài liệu nhất ra, để cho Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên vừa cảm động lại vừa không hiểu. Tại sao Lăng Hàn muốn giúp Hàn Lâm Các như vậy? Nhưng vào giờ phút này, mặc cho trong lòng bọn hắn không hiểu thế nào, cũng không thể đẩy cường viện duy nhất ra cửa. Khi song phương đều chuẩn bị xong tài liệu, liền tiến hành tỉ thí. Lăng Hàn tiện tay làm, lôi bạo đan này hắn luyện qua mấy lò, hơn nữa mỗi lần luyện chế sẽ ở dưới luân hồi thụ tổng kết kinh nghiệm, cải tiến chưa đủ chỗ. Đan đạo đế vương cộng thêm luân hồi thụ nghịch thiên, mỗi một lần hắn trầm tư cũng sẽ để cho kinh nghiệm luyện chế lôi bạo đan tiến nhanh. Bây giờ, hắn thuận tay mà làm, vô cùng dễ dàng. Nhìn lại Hà Cảnh Vân, có thể nói cực kỳ cẩn thận, căn bản không dám phân tâm, trên trán có mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, lộ ra vô cùng khẩn trương. Một đôi so như vậy, ưu khuyết đã rất rõ ràng. Trừ khi Lăng Hàn kia đang hư trương thanh thế, nếu không nhìn hắn thong dong như vậy, trận này là thắng chắc. Ha ha, Hà Cảnh Vân không phải nói người nào thua thì bỏ. Ra con đường này sao? Ta đã bắt đầu mong đợi. Nha, một vị đan sư cấp 6 so tài, đây cũng không phải mỗi ngày đều có thể thấy. Mọi người không nhịn được xì xào bàn tán, cho là Lăng Hàn thắng cao hơn. Chẳng qua là luyện chế đan dược cấp 6 cũng cần nửa tháng, dù Lăng Hàn nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng chân chính phân ra thắng bại lại ở nửa tháng sau. Vì vậy, rất nhiều người không chờ được, tự nhiên sẽ trở về ăn cơm, ngủ, hoàn toàn có thể ở nửa tháng sau trở lại nhìn kết quả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nửa tháng thời gian đã hết. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1285, đan sư cấp 7 giá lâm. Chỉ thấy Hà Cảnh Vân lộ ra vẻ tiêu tụy mãnh liệt, đây chính là đang luyện chế thần đan cấp 6. Đan dệt thần văn cần hao phí tâm lực kinh người, chẳng những thần hồn mỏi mệt, ngay cả nguyên lực cũng hao tổn đến cơ hồ hết sạch. Bình thường luyện loại đan dược này, đan sư phải vừa luyện chế vừa nhai thuốc, bổ sung nguyên lực. Nhưng Hà Cảnh Vân có thể được gọi là đan sư thiên tài, quả thật có vốn gốc, hắn từ đầu tới đuôi không có ăn qua một viên thuốc. Cái này cũng không phải tự phụ, mà ăn thuốc, khó tránh khỏi sẽ có chút phân thần, ảnh hưởng phẩm chất thành đan. Nhất cổ tác khí, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, hắn cũng sắp mệt chết, luyện hoàn tất lò đan dược này, hắn ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Nhưng so với Lăng Hàn mà nói, vậy thì thật để cho người ta chắc lưỡi hít hà, lắc đầu. Hắn ung dung như cũ, trên trán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, chẳng qua là cặp mắt trở nên sáng một ít. 2. Hà Cảnh Vân dùng sức vỗ lò luyện đan một cái. 3. Nắp lò bay lên, chỉ thấy có 3 viên đan dược tự mình bay ra, giống như muốn chạy trốn. Hà Cảnh Vân sớm có chuẩn bị, tay chảo một cái, 3 viên đan dược liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lộ ra vẻ hài lòng, trước kia một lò hắn nhiều nhất có thể luyện ra 2 viên, nhưng lần này phát huy cực kỳ tiêu chuẩn, đạt tới 3 viên. Ha ha, cái này còn không thắng chắc. Lăng Hàn cũng vỗ lò luyện đan một cái, hưu hưu hưu, có mấy điểm sáng từ trong lò bay ra, nhưng số lượng này rõ ràng vượt qua 3 viên. 5 viên. Phốc. Đám đan sư của Bảo Lâm Các lập tức phun ra ngoài. Mặc dù trong bọn họ không có một người biết luyện chế lôi bạo đan, nhưng cũng không trở ngại bọn họ biết, một lò lôi bạo đan cao nhất cũng chỉ có 5 viên. Nói cách khác, Lăng Hàn đạt tới trạng thái hoàn mỹ. 3. 5 viên đan dược rơi vào trong tay Lăng Hàn, hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay có 5 viên đan dược màu lam nhạt đang đảo quanh, giống như muốn tránh thoát Lăng Hà, để bay lượn lên trời vậy. Hà Cảnh Vân cắn răng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, thua. Tuyệt không thể chấp nhận. Hắn thua sẽ bỏ ra con đường này, để hắn sau này có thể làm người sao. Hắn nói, số lượng thành đan của ngươi quả thật cao hơn ta, nhưng còn so phẩm chất thành đan, nếu lôi bạo đan của ngươi chẳng qua là 1-2 tinh, vậy sao có thể so với ta? Đây cũng không phải không có đạo lý, nhưng ở trên số lượng thành đan chiếm ưu thế. Bình thường sẽ không so sánh chất lượng thành đan, vì chỉ có ở dưới tình huống số lượng giống nhau mới có thể đi so phẩm chất.
hắn hiển nhiên là không thua nổi mà thôi. Lăng Hàn cười nói, vậy thì tới giám định một chút đi. Giám định rất nhanh thì có kết quả. Tài nghệ luyện đan cùng năng lực giám định là hai chuyện khác nhau, coi như là đan sư cấp 1. Thậm chí không phải đan sư cũng có thể giám định đan dược, chẳng qua là cần có kiến thức rất tốt với đan dược mà thôi. Lăng Hàn toàn thắng. Lôi bạo đan của Hà Cảnh Vân miễn cưỡng đạt tới 6 tinh, nhưng Lăng Hàn tới 9 tinh. Không có đạt tới hoàn mỹ là Lăng Hàn không có ở cuối cùng sử dụng tam hỏa dẫn, tránh cho bị hai đồ đệ nhìn ra đầu mối. Hà Cảnh Vân thất hồn lạc phách, hắn thua, hơn nữa còn toàn bại, chênh lệch lớn đến không phải một hai tinh. Xin mời. Lăng Hàn cười nói, thua nên bỏ đi. Hà Cảnh Vân hừ một tiếng, xoay người rời đi, hắn bây giờ không mặt mũi đợi ở nơi này. Uy uy uy, dùng bốn cái chân, không phải hai chân. Lăng Hàn nói. Hà Cảnh Vân quay đầu lại, ngạo nghễ nói, ngươi muốn ta đường đường là đan sư cấp 6-3. Hắn nói vẫn chưa hết, liền bị Lăng Hàn nắm cổ, để cho hắn liên tiếp đưa tay đá chân, cũng không cách nào tránh thoát. Hắn không khỏi hoảng sợ, phải biết hắn cũng là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, cảnh giới tương đương đối phương, sao ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Ta ghét nhất người không tuân thủ cam kết. Lăng Hàn ném hắn lên đất. Lời của mình đã nói ra, coi như là phân cũng phải ăn. Nếu ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, ta bảo đảm, Bảo Lâm Các sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Hà Cảnh Vân uy hiếp nói, nếu hắn ở trước mặt mọi người bò ra, vậy mất mặt tự nhiên không chỉ chính hắn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, ta thật sợ. Hắn tăng thêm một cước, còn không bỏ. Hà Cảnh Vân dĩ nhiên không chịu, nếu bỏ hắn liền thật không có mặt làm người. Thứ gì, nói chuyện lại như giám thí. Lăng Hàn ba 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 đạp lên mặt của Hà Cảnh Vân, nhưng người này ngược lại cũng ngạnh khí, cư nhiên rúi đầu vào trong đất, muốn làm con rùa đen rút đầu. Mặc dù bị người đạp mặt cũng không phải chuyện tình vinh quang gì, nhưng tổng tốt hơn bỏ đi nha. Lăng đại sư, không sai biệt lắm cũng nên dừng tay a. Đám người hồ đan sư khuyên nhủ. Được a, các ngươi người nào thay hắn bỏ, ta liền thả hắn. Lăng Hàn cười nói. Người Bảo Lâm các hai mặt nhìn nhau, rối rít lắc đầu, nói giỡn, mặt mũi của Hà Cảnh Vân là mặt mũi, mặt của bọn họ thì không phải sao. Nhanh đi mời cứu binh. Bọn họ vừa ổn định Lăng Hàn, vừa chờ Bảo Lâm các phái. Viện binh tới. Lăng Hàn cũng không nhiều lời, coi như Hà Cảnh Vân không bỏ, bị hắn đạp như vậy cũng mất hết mặt mũi. Một lát sau, Bảo Lâm các rốt cục lại có người tới. Dừng tay. Một tên võ giả quát lên, hắn tuyệt đối không phải đan sư, trên người không có một chút xíu mùi thuốc, dưới hét lớn. Sau lưng hiện ra hai vòng nhật nguyệt hoàn chỉnh, cho thấy hắn chính là nhật nguyệt cảnh trung cực vị đỉnh phong. Được, Lăng Hàn rất dễ nói chuyện, trong miệng đáp ứng, nhưng chân lại đạp không dứt. Bổn tọa bảo ngươi dừng tay. Tên cường giả này giận dữ, một chưởng lộ ra, bắt qua Lăng Hàn. Lăng Hàn phất tay nghênh đón, cười nói, ta quả thật dừng tay, nhưng ngươi lại không có bảo ta dừng chân à. Bành. Một kích va chạm, thân hình của hắn chợt trầm xuống, lực lượng của hắn có thể so với nhật nguyệt cảnh trung cực vị hậu kỳ, nhưng so với đỉnh phong còn kém gấp 10 lần. Chẳng qua là thể phách của hắn bây giờ quá mạnh mẽ, chịu đựng một kích này cũng không ngại. Đừng quên, dưới chân của hắn là đạp Hà Cảnh Vân, lực lượng tháo không hết nhất thời thông qua chân của Lăng Hàn truyền đến trên người hắn. Ba 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 ba, từng cục gạch dưới đất nát bấy, còn hắn thì vùi vào thật sâu, ngay cả bóng người cũng không thấy được. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1286, lại thắng thượng. Ngươi, cường giả kia lửa giận bốc lên ba trượng, hắn là một vị hộ pháp của Bảo Lâm Các, mặc dù thực lực không phải đứng đầu, nhưng so sánh với Lăng Hàn nhật nguyệt cảnh sơ kỳ tự nhiên là nghiền ép. Vậy mà, sự thật lại hoàn toàn bất đồng hắn nghĩ. Ha ha, còn muốn so nữa sao? Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, trong đám người Bảo Lâm Các mới tới, cũng không chỉ là tên cường giả này. Còn có mấy đan sư, vừa nhìn chính là ở đan đạo quá lâu, dược hương thậm chí dùng ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Ở phía sau quanh quần, hóa thành trạng thái khí vụ. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi còn là đan sư cấp 7 sao? Một lão giả hừ một tiếng,
trong ánh mắt tràn đầy không tin. Mặc dù Đại Doanh Thành rất lớn, nhưng từ góc độ toàn bộ đế triều mà nói, cái này thật ra chỉ là một thành nhỏ. Xem một chút đi, phụ cận thế lực mạnh nhất là Vân Phượng Tông cũng bất quá có cường giả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Vì vậy, Bảo Lâm Các ở chỗ này cao nhất cũng chỉ có đan sư cấp 7, thỉnh thoảng sẽ có đan sư cấp 8 tới đây, căn cứ luyện chế một ít thần đan cấp 8. Bởi vì cường giả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn nơi này cũng chỉ có mấy cái, ngươi luyện chế quá nhiều thần đan cấp 8. Bán cho người nào? Vị lão giả này họ Lý, chính là một trong ba vị đan sư cấp 7 thường trú Bảo Lâm Các. Ở tầng thứ này đã dừng lại không sai biệt lắm hơn 200 vạn năm, đoán chừng cả đời vô vọng bước vào cấp 8. Nhưng bởi vì tư cách lão, hắn tự nhiên ngạo mạn. Bây giờ, một tiểu bối, không biết so với hắn trẻ hơn bao nhiêu cư nhiên cũng có thể là đan sư cấp 7, điều này làm cho hắn có thể nào không ghen tị. Lăng Hàn suy một tiếng nói, lão đầu, ngươi một sấp dày tuổi sống trên thân chó sao, mình không có tiến bộ gì, lại ghen tị người khác, cái này thật không tốt. Ngươi, Lý đan sư thiếu chút nữa khí bạo, trách mắng. Mắt không tôn trưởng, quá vô lễ. Vô lễ sao? Lăng Hàn lắc đầu. Mọi người đều là đan sư cấp 7, tại sao có chuyện mắt không tôn trưởng? Tôn trọng là dựa vào thực lực kiếm tới, không phải tự khen. Hảo, lão phu so với ngươi. Lý đan sư quát, giận đến tóc trắng phiêu phiêu, thật muốn ăn Lăng Hàn. Được, Lăng Hàn gật đầu. Vậy nếu không lại thì cược cái gì? Hắn nhìn Hà Cảnh Vân dưới bàn chân nói. Lúc này Hà Cảnh Vân không biết trong lòng chạy qua bao nhiêu con kiến. Lý đan sư hừ một tiếng nói, nếu ngươi thua, lập tức vĩnh viễn cút khỏi Đại Doanh Thành cho lão phu. Tốt, nếu ngươi thua, cũng mời lăn khỏi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Lý đại sư, người của Bảo Lâm Các vội vàng khuyên nhủ, người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt, thực lực sâu không lường được, tùy tiện đánh cuộc như vậy thật là quá thiếu suy nghĩ. Hừ, các ngươi không tín nhiệm bổn tọa sao? Lý đan sư hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, lộ ra vẻ bất mãn. Người bảo của Lâm Các đều lau mồ hôi lạnh, bọn họ tận mắt thấy Lăng Hàn biểu hiện. Người trẻ tuổi này hoàn toàn không thể dùng bề ngoài cùng tuổi tác tới cân nhắc, thực lực đan đạo chỉ có thể nói sâu không lường được. Vạn nhất ngươi lật thuyền trong mương, đó không phải là nét mặt già nua vứt sạch. Tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi, hôm nay bổn tọa để cho ngươi biết, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lý đan sư nhìn Lăng Hàn gọi trận. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, nhìn ngươi tuổi một sấp dày, vậy ta chọn trước, ta luyện chế linh vũ tẩy cốt đan. Phốc, Lý đan sư phun ra ngoài. Linh vũ tẩy cốt đan này ở trong thần đan cấp 7 tuyệt đối là số 1 số 2, vô luận là hiệu quả thành đan hay độ khó luyện chế. Lý đan sư, biết sao, Bảo Lâm Các rất ngưu bức, mà lão nhân như hắn cũng có thể nói là trung thành và tận tâm, tự nhiên có thể được Bảo Lâm Các tín nhiệm. Chỉ cần phẩm cấp đối ứng, muốn học đan phương nào, Bảo Lâm Các cũng sẽ vô điều kiện cung cấp. Linh vũ tẩy cốt đan là cổ đan phương, nhưng Bảo Lâm Các vẫn có. Lý đan sư cũng học qua, nhưng sau khi luyện hư mấy trăm lô, hắn không dám luyện nữa. Không chịu nổi thất bại như vậy à? Đan sư có tiền, nhưng tài liệu cấp 7 không mất tiền sao? Không chỉ mất tiền, còn đắt vô cùng. Hắn rất muốn không cam lòng tỏ ra yếu kém, nói lão phu cũng luyện chế linh vũ tẩy cốt đan, so sánh với ngươi, nhưng bây giờ hắn không có lực lượng này à? Sắc mặt hắn biến hóa, nếu Lăng Hàn thật có thể luyện ra linh vũ tẩy cốt đan, như vậy vô luận hắn luyện ra đan dược gì, thậm chí đạt đến hoàn mỹ cũng không có tác dụng, chỉ có một chữ, bại. Không tin, hắn không tin. Một mao đầu tiểu tử như thế cũng có thể ở trên đan đạo vượt qua mình, vậy hắn sống hơn 200 vạn năm không phải sống ở trên thân cầu sao? Lão phu luyện chế, Tứ Vân Tứ Khởi Đan. Đây là đan dược cấp 7 khó nhất hắn có thể luyện chế, tuy kém linh vũ tẩy cốt đan, nhưng chí ít không thể ở khí thế lạc hạ phong. Song phương từng người chuẩn bị tài liệu, tiếp đó khai luyện. Hà Cảnh Vân đã được người đào lên, lúc này gương mặt đã đủ mọi màu sắc, vô cùng đặc sắc. Theo lý thuyết, mất mặt như thế, hắn hẳn là nhanh ly khai mới phải, bị nhiều người liếc mắt nhìn cũng là sỉ nhục à. Nhưng hắn không muốn đi, hắn muốn tận mắt xem cuộc tỉ thí này, hắn muốn nhìn thấy Lăng Hàn thất bại. Nhưng tỉ thí bắt đầu, hắn liền phát hiện không hợp lý.
Lăng Hàn biểu hiện thong dong vượt xa Lý Đan Sư. Phải biết, Lăng Hàn luyện chế linh vũ tẩy cốt đan khó khăn hơn tứ vân tứ khởi đan A, nhưng hắn càng thêm thong dong, điều này nói rõ cái gì? Thực lực của song phương thật không ở trên một tầng thứ. Đáng tiếc là, Lý Đan Sư căn bản không có khả năng phân tâm. Tứ vân tứ khởi đan là thần đan cấp 7 khó nhất hắn nắm giữ, nhưng luyện chế thần đan như vậy, hắn cũng không có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể thành công, tự nhiên phải vạn phần cẩn thận. Thời gian luyện chế đan dược cấp 7 sẽ dài hơn, 20 ngày là cơ sở, mà thần đan cấp 8 mà nói, đó chính là một tháng trở lên. Chúng nhân lần thứ hai nên làm cái gì thì làm cái đó, trừ người của Bảo Lâm Các cùng Hàn Lâm Các toàn bộ lưu lại. Những người khác đều tới tấp đi về, chờ hơn 10 ngày lại tới xem kết quả cũng không trễ. Thế nhưng, chỉ tới ngày thứ 16, Lý Đan Sư liền dẫn đầu thất bại, nổ lò, thình thịch. Trong một tiếng trọng vang, lò luyện đan bạo nổ, hoàn hảo, hậu quả không nghiêm trọng lắm, chỉ nổ nứt lò. Luyện đan, bằng không nếu bạo tạc mà nói, người ở đây chí ít cũng phải tử thương hơn phân nửa. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1287, lại thắng hạ. Lão đầu thất hồn lạc phách, hắn cư nhiên nổ lò, như vậy hiện tại hắn chỉ có kỳ vọng Lăng Hàn cũng nổ lò, bằng không chỉ cần đối phương có thể luyện đan dược ra liền thắng. Lại vài ngày sau, Lăng Hàn ngừng lại, vỗ nắp lò, thình thịch, ba viên thuốc bay ra, quấn lấy thần quang, lóng lánh kinh người. Thành đan. Lý Đan Sư nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, đối phương thậm chí ngay cả linh vũ tẩy cốt đan cũng có thể luyện chế ra, dù hắn không nổ lò cũng chỉ có thể viết chữ phục. Huống chi, đối phương không chỉ thành đan đơn giản như vậy, mà là luyện ra ba viên. Dọa chết người. Lăng Hàn nắm ba viên linh vũ tẩy cốt đan trong tay, cười nói, Lý Đan Sư cần kiểm tra một chút không? Không, không cần. Lý Đan Sư thất hồn lạc phách nói, sau vài ngày hắn tận mắt nhìn Lăng Hàn luyện đan, thủ pháp như nước chảy mây trôi kia để hắn chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vứt hắn mấy con phố. Hắn bò dậy, đẩy chúng nhân đi về phía trước, thân hình có vẻ hơi còng xuống. Tất cả mọi người thở dài, đây chính là một vị đan sư cấp 7A. Đám đan sư của Bảo Các Lâm vội vàng đuổi theo, khuyên bảo, hà tất đấu khí nhất thời. Lý Đan Sư cũng cười nói, nói tự nhiên phải giữ lời, Lão Phu vĩnh viễn sẽ không về Đại Doanh Thành nữa. Bất quá, Lão Phu chỉ nói ly khai Đại Doanh Thành, cũng không nói ly khai Bảo Lâm Các, hoàn toàn có thể đi phân bộ của những thành thị khác. Ta dựa vào. Da mặt của tất cả mọi người co quắp, gừng càng già càng cay a, kéo một vòng, hắn vẫn lưu lại Bảo Lâm Các, chỉ là đổi một thành thị mà thôi. Mà đối với Đan Sư mà nói, ở chỗ nào luyện đan có trọng yếu sao? Bất quá, bị người bức ra Đại Doanh Thành, này cuối, cùng là một chỗ bẩn. Người của Bảo Lâm Các đều che mặt rời đi, cuộc tỉ thí này bọn họ trước đại thắng, nhưng phía sau lại thảm bại. Hiện tại lại cầm không ra đan sư cấp 8 đến, tự nhiên chỉ có thể lui, lưu lại là tự rước lấy nhục. Này là tỉ thí tiêu chuẩn đan đạo, bởi vậy dù cho Bảo Lâm Các nắm giữ lực lượng võ đạo rất mạnh cũng không thể làm loạn, dù sao có chút quy củ là phải thủ. Bái kiến Lăng Đại Sư, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên dẫn người của Hàn Lâm Các hành lễ với Lăng Hàn, thần tình cung kính. Đừng nhìn Lăng Hàn trẻ tuổi, nhưng thực lực đan đạo bày ở đó, đan sư cấp 7 còn chưa đủ ngưu bức. Lăng Hàn nhận không thẹn, đây vốn là đồ đệ của hắn, bái hắn không phải rất bình thường sao? Hắn tùy ý giơ tay lên nói, miễn. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên mời Lăng Hàn vào trong phòng, bên ngoài tự nhiên có người thu thập. Mà trải qua trận tỉ thí này, rất nhiều người mộ danh đến đây mua sắm đan dược, sinh ý nóng nảy đến rối tinh rối mù. Thỉnh giáo đại sư, tại sao lại giúp bọn ta? Hai người Vân Vĩnh Vọng không hiểu hỏi. Lấy thực lực đan đạo của Lăng Hàn, hoàn toàn có thể ở Bảo Lâm Các mưu một tiền đồ rất tốt, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chịu thiệt ở miếu nhỏ của bọn hắn? Thậm chí, không tiếc đối kháng Bảo Lâm Các. Lăng Hàn thưởng thức trà, một lát sau mới nói, ta với sư môn của các ngươi có chút sâu xa. Hai người Vân Vĩnh Vọng nhìn nhau một cái, đều không giải thích được hai chữ sâu xa này là thế nào đến. Phải biết, bọn họ từ một vạn năm trước liền đi tới thần giới, mà hiển nhiên.
Hằng Thiên Đại Lục là không có khả năng có người đi lên nữa, đến toàn là người của Ngũ Tông. Mấy năm trước, ta từ Hằng Thiên Đại Lục khai thiên mà đến. Lăng Hàn quyết định tiết lộ một chút bí mật. Cái gì? Hai người Vân Vĩnh Vọng đồng thời đứng lên, chấn kinh đến da đầu tê dại. Hằng Thiên Đại Lục, đúng là Hằng Thiên Đại Lục. Làm sao có thể? Khang Tu Nguyên liên tục lắc đầu, người nào không biết Hằng Thiên Đại Lục bị Ngũ Tông khống chế, đừng nói khai thiên, ngay cả phá hư cảnh phá toái hư không cũng sẽ lọt vào Ngũ Tông bày đại trận mạt sát. Khai thiên, ý tứ là xông phá tỏa thiên đại trận mà Ngũ Tông bày, điều này có thể sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, thiên hạ không có chuyện không thể làm, Ngũ Tông thì như thế nào, có thể lấy thúng úp voi sao? Đây là thật. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên nhìn đối phương, chỉ cảm thấy sư huynh đệ bọn họ nỗ lực gần vạn năm đều hóa thành nước chảy. Sau khi Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên, Trần Thụy Tĩnh tới thần giới, chưa từng có quên Hằng Thiên Đại Lục. Bởi vậy, bọn họ hăng hái nỗ lực, chờ mong một ngày kia có thể diệt Ngũ Tông, giải cứu hơn ức vạn sinh linh của Hằng Thiên Đại Lục. Hiện tại, ba người bọn họ có hai cái trở thành đan sư cấp 5 mà Trần Thụy Tĩnh chuyên tu võ đạo. Đạt tới nhật nguyệt cảnh trung cực vị, cứ theo đà này, tiếp qua chừng trăm vạn năm, nói không chừng bọn họ có tư cách đối kháng Ngũ Tông. Đây là mục tiêu bọn hắn phấn đấu, cũng là ý nghĩa nhân sinh. Nhưng đột nhiên, có người nói cho bọn hắn biết, Hằng Thiên Đại Lục đã khai thiên, thoáng cái để cho bọn họ mờ mịt, dựa vào, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ngũ Tông ở Hằng Thiên Đại Lục thì sao? Khang Tu Nguyên hỏi, đương nhiên là diệt. Lăng Hàn cười nói, diệt, khí phách. Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng có chút không tin, Hằng Thiên Đại Lục khai thiên đến, đại sự như thế Ngũ Tông cư nhiên thủ khẩu như bình. Nhưng nghĩ cũng có đạo lý, tin tức như vậy khả năng giới hạn trong cao tầng mới biết được, huống chi bọn họ là ngoại nhân. Bằng không, Ngũ Tông lấy sinh linh một giới làm đỉnh lô, tin tức như vậy truyền đi, không phải là bị tiêu diệt trong nháy mắt sao? Hai người nhìn Lăng Hàn, đều có một cảm giác kỳ quái. Thiên phú đan đạo của thanh niên này cao kinh người, hơn nữa còn từ Hằng Thiên Đại Lục đến, hết lần này tới lần khác lại tên Lăng Hàn, để cho bọn họ muốn không liên tưởng đến sư tôn cũng khó. Nhưng đã qua một vạn năm, dù trước đây Lăng Hàn không chết, còn bước vào phá hư cảnh, nhưng như thế nào sống qua vạn năm ở mấy năm trước khai thiên? Chỉ là trùng tên trùng họ, lại đều là kỳ tài đan đạo đi. Đại trưởng lão, ngươi xem chúng ta nên trả cho ngươi bao nhiêu thù lao mới hợp lý? Khang Tu Nguyên chuyển đề tài. Đây chính là một vị đan sư cấp 7, tương đối mà nói, cái miếu Hàn Lâm Các này thực quá nhỏ. Lăng Hàn cười cười nói, vậy sau này, ta luyện chế đan dược, các ngươi thay ta miễn phí bán ra đi. Hai người Khang Tu Nguyên đều kinh ngạc, cái này cũng lợi cho bọn họ quá đi. Đan sư cấp 7 luyện đan dược bán trong điếm của bọn họ, này có thể đề thăng danh tiếng của Hàn Lâm Các, coi như là miễn phí giúp bán, cũng là bọn hắn chiếm đại tiện nghi. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1288, chơi thiên kiếp. Này, toàn bộ chỗ tốt đều cho bọn họ, không thể phủ nhận. Thế gian quả thật có người tốt, nhưng đây cũng quá tốt đi, tốt đến trình độ để người không thể tin tưởng. Bọn họ hỏi quanh co lòng vòng, nhưng Lăng Hàn thủ khẩu như bình, để hai người chỉ có thể vô công. Về phương diện khác, Phong Phá Vân, Hách Liên Thiên Vân, Mộ Dung Thanh, Đinh Bình đều từng người đi ra, tìm hiểu tư liệu cụ thể của Ngũ Tông, thuận tiện dò hỏi Thiên Phượng Thần Nữ Hạ Lạc. Đã một vạn năm đi qua, người có lẽ sẽ biến. Hơn nữa, thiên tài như bọn họ đều ở trong thực chiến mới có thể thu được đề thăng lớn nhất, một mặt khổ luyện là không được. Trong Hắc Tháp, Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu cuối cùng thu được đủ tích lũy, muốn đột phá thần cảnh. Lăng Hàn dẫn bọn hắn đi ra thành ngoại, một bên để cho bọn họ độ kiếp, một bên thì chơi thiên kiếp. Nửa ngày sau, hai người này đều như than cốc, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nếu không phải Lăng Hàn chuẩn bị thần đan cứu mệnh, bọn họ khẳng định không sống được, nhưng bây giờ cuối cùng lại bước vào thần cảnh. Theo bọn họ, này cực kỳ bất khả tư nghị. Bọn họ cư nhiên cũng có thể trở thành cường giả thần cấp. Mà làm người cọ thiên kiếp, Lăng Hàn độ kiếp tự nhiên tương xứng cảnh giới của mình, nhưng hắn tóc cũng không loạn, ở trong thiên kiếp tìm hiểu thiên địa chi bí,
hóa thành lực lượng bản thân. Hắn giang hai tay, ông có lôi đình chi lực kinh khủng dương động, hơn nữa cũng không phải võ giả lôi tu bình thường có thể sánh bằng, lôi đình này tràn đầy uy áp, có một loại đạo vận. Cọ mấy trận thiên kiếp, cuối cùng cũng nắm giữ một tia thiên uy. Lăng Hàn cười to, tiên ma kiếm vũ động ở trên đỉnh đầu của hắn, nó là thần khí của Lăng Hàn, tự nhiên được lạc ấn ý chí võ đạo tương đồng, đồng dạng có một tia thiên uy. Hiện tại tiên ma kiếm tế ra, sợ rằng nhật nguyệt cảnh trung cực vị bình thường cũng phải ngã quỵ, thần phục ở dưới thiên uy. Chu Vô Cửu cùng Nghiễm Nguyên tới tấp quỳ xuống nói, đa tạ Hàn thiếu thành toàn. Nói thật, nếu không có Lăng Hàn mà nói, hiện tại tu vi của bọn họ cao lắm là linh hải cảnh, đời này cũng chỉ như vậy. Nếu không mà nói, dù cho khai thiên đồng thời đi tới thần giới, hiện tại cũng là người thường ở Đại Lăng Triều. Nhận thức Lăng Hàn là may mắn nhất trong đời bọn hắn. Hoặc là nói, bọn họ làm ra tuyển trạch anh minh, theo Lăng Hàn, bằng không mà nói, vì sao bên người Lăng Hàn chỉ có bốn người bọn họ là thị vệ chứ? Lăng Hàn khoát khoát tay, để hai người đứng lên, cũng không cần Hắc Tháp thu bọn họ, đường sau này phải do chính bọn hắn đi. Hắn có thể giúp đỡ, nhưng sức người có hạn, kéo hai người bình thường lên sơn hà cảnh, này không sai biệt lắm cũng ép hết tiềm lực của Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu, thậm chí tiêu hao. Muốn bọn họ tiến thêm một bước, phỏng chừng. Hắn cung cấp đan dược nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, ở trong thiên kiếp liền treo. Trở lại Đại Doanh Thành, Chu Vô Cửu, Nghiễm Nguyên thành đại biểu của Lăng Hàn, thay phiên chú đóng ở Hàn Lâm Các, có chuyện gì sẽ trở về liên hệ, mà bản thân Lăng Hàn thì tìm hiểu cuồng dã huyết linh đan. Nếu có thể luyện chế ra thần dược này, vậy phát đạt. Tàn dạ, Nguyên Thừa Hòa cũng ly khai Hắc Tháp, bọn họ đi vùng núi rộng lớn ngoài Đại Doanh Thành, cùng cường phỉ trong núi chém giết, đề thăng năng lực thực chiến. Dù sao, bọn họ bế quan thời gian quá dài, không có thực chiến, tu vi lại cao cũng chỉ có thể như Hồ Phỉ Vân. Ở trong dạng bình tĩnh này, Lăng Hàn không ngừng nghiên cứu cuồng dã huyết linh đan. Trên lý thuyết mà nói, tu vi tiến lên nhật nguyệt cảnh, cao nhất có thể luyện chế thần đan cấp 8, bất quá, đẳng cấp đan đạo hoàn toàn không giống đẳng cấp võ đạo. Có khả năng đan sư cấp 7 chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, nhưng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đến chết cũng chỉ là đan sư cấp 1. Cấp bậc võ đạo chỉ quyết định hạn mức cao nhất của đan đạo, dù sao luyện đan cần thần hồn cường đại, cùng với uy năng hỏa diễm. Lăng Hàn bước vào nhật nguyệt cảnh, liền quyết định hắn cao nhất có thể luyện chế thần đan cấp 8. Hơn nữa, lấy cường độ thần hồn của hắn, ngày sau đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, luyện chế thần đan cấp 9 cũng không có vấn đề. Bảo Lâm Các, Nga, Hàn Lâm Các lại có một thiên tài đan sư, ngay cả Lý đan sư cũng bại. Một nữ tử vóc dáng yểu điệu đang ngồi, gõ chân bát chéo, trong váy xẻ đà, hiện ra một cái chân dài trắng như tuyết, thẳng tắp, như ngọc bóng loáng. Thanh âm của nàng điềm mỹ mê người, làm người đang ngồi trong lòng đều ngứa ngáy, nhưng nghĩ tới thân phận vị này thì không ai dám toát ra ở trên mặt, chỉ tới tấp xác nhận, có vẻ thập phần cung kính. Này là người phụ trách của Bảo Lâm Các ở Đại Doanh Thành, gọi Lâm Vũ Viên, lại đây vẫn chưa tới 3 tháng. Nhưng từ tin tức nói, Lâm Vũ Viên là tình phụ của một vị đại năng ở Tổng Bộ Bảo Lâm Các, nhưng chính thất không dung, cho nên mới bị điều tới nơi này tránh gió. Ai dám đánh chủ ý tới nàng? Lâm Vũ Viên mị nhãn đảo qua, mọi người đều lặng ngắt như tờ. Nữ nhân này địa vị cao cao tại thượng, ai cũng không dám chống đối, ngay cả liếc mắt nhìn nhiều cũng sợ, không phải xấu xí không thể vào mắt, mà là quá quyến rũ phong tình, nhìn nhiều sợ hỏa lên, vọng động. Vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Bẩm chủ thượng, hiện tại sinh ý của chúng ta giảm chí ít 2 thành, đều bị Hàn Lâm Các kiếm đi, một tên hộ pháp nói. Lâm Vũ Viên dựa vào ghế nói, đã đi qua nhiều ngày như vậy, các ngươi vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì giải quyết sao? Chủ nhân, so đấu đan đạo, chú trọng thực lực nhất. Chúng ta so đấu đan dược cao cấp toàn bộ bị thua, mới có thể để rất nhiều khách hàng mất đi lòng tin với chúng ta. Muốn vãn hồi bại cục, phải ở trên đan đạo đánh bại Hàn Lâm Các, một lão đan sư nói. Mặc dù nói địa vị của đan sư cao cả, nhưng chỉ cần ở trần thế lăn lộn, thì làm sao có thể chạy trốn hai chữ danh lợi. Địa vị của Lâm Vũ Viên quá lớn, bởi vậy ngay cả đan sư cũng phải tất cung tất kính với nàng. Chớ nói nhảm, biện pháp giải quyết đâu. Lâm Vũ Viên phất phất tay,
có vẻ rất không nhịn được. Lão đan sư nói, biện pháp có hai cái. Hắn ngừng một chút, lại nói. Thứ nhất, Hàn Lâm Các có thể cậy vào bất quá là một đan sư tên Lăng Hàn. Nếu có thể mời chào hắn mà nói, Hàn Lâm Các sẽ bị đánh về nguyên hình. Lúc này Lâm Vũ Viên mới gật đầu nói, thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1289, cấp 8. Lăng Hàn tự xưng là đan sư cấp 7, chúng ta chỉ cần mời tới một đan sư cấp 8, cùng. Hắn sau một hồi, vô luận là tỉ thí đan dược cấp 7 hay đan dược cấp 8, thì chúng ta đều có thể đạt được thắng lợi, lão đan sư nói. Bất quá, đan sư cấp 8 không có thường trú ở các ta, dù lập tức phát sinh thỉnh cầu, đến bổn thành cũng cần 2-3 tháng. Nếu ở trên đường còn có trở ngại, vậy thời gian sẽ dài hơn. Lâm Vũ Viên trầm ngâm chỉ chốc lát nói, liền hai bút cùng vẽ, trước đi mời chào Lăng Hàn, nếu hắn ngoan ngoãn nghe theo, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu không chịu mà nói, vậy thì đè hắn xuống. Vâng, lão đan sư gật đầu. Lâm Vũ Viên suy nghĩ một chút, lại nói, hình như tiêu chuẩn đan đạo của Lăng Hàn còn không kém, điều kiện không ngại mở cao một chút. Ân, chiếu quy cách của đan sư cấp 8 đi. Vâng, lão đan sư gật đầu, tin tưởng mở ra điều kiện như vậy, chỉ cần Lăng Hàn không phải ngu ngốc thì nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn căn bản ngay cả mặt của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy, trực tiếp bị hai thị vệ của Lăng Hàn hạ lệnh trục khách. Sau khi báo cấp cho Lâm Vũ Viên, tự nhiên khiến vưu vật quyến rũ này giận dữ, lệnh mau chóng điều đan sư cấp 8 lại, triệt để chèn ép Lăng Hàn. Không khéo là, đan sư cấp 8 cư nhiên ở lúc mấu chốt bế quan, nghe nói chiếm được một cổ đan phương, đang chuyên tâm nghiên cứu. Bởi vậy nhất thời bán hội không thể tới, lúc này Bảo Lâm Các cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xem Hàn Lâm Các ngày càng lớn mạnh. Nhưng tối đa nửa năm, mặc kệ có nghiên cứu thấu hay không, đan sư này nhất định sẽ ra hít thở không khí. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người truyền đạt tin tức, mời đan sư cấp 8 này đi đối phó Lăng Hàn. Cùng lúc đó, Lăng Hàn cũng đang bế quan khổ luyện cuồng dã huyết linh đan. Loại đan dược này, ở thời kỳ thượng cổ cũng được xưng là thánh dược trong nhật nguyệt cảnh, không chỉ hiệu quả kinh người, hơn nữa đặc biệt khó có thể luyện chế, muốn đan dệt. Thần văn, trình độ phức tạp có thể so với thần đan cấp 9. Cho nửa năm đi qua, Lăng Hàn mới rốt cục hiểu rõ mỗi một bước đi. Kế tiếp, chính là luyện chế thực tế. Lăng Hàn có chút đau lòng, bởi vì hắn tuyệt đối không có thể một lần liền thành công. Nhưng chỉ cần thất bại một lần sẽ phải lãng phí một quả Hồng Vũ Thần Vương quả, mà cái này đại biểu một tiểu cảnh giới nhỏ ở Nhật Nguyệt cảnh. Nhưng không đi luyện chế mà nói, vậy thì càng thêm lãng phí, Hồng Vũ Thần Vương quả chân quý hơn nữa cũng chỉ đại biểu tài phú. Hắn bắt đầu nếm thử luyện chế. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Thần đan cấp 8 quả nhiên khó có thể luyện chế, dù cho Lăng Hàn đã nắm giữ mỗi một bước đi, hiểu rõ đan dệt thần văn. Ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, tương đương với dùng hơn 100 năm quen thuộc, nhưng ở thực tế, vẫn như cũ sẽ sai lầm. Lý luận xuông cùng thực chiến, này tuyệt nhiên bất đồng. Lăng Hàn đau lòng muốn chết, Hồng Vũ Thần Vương quả đang không ngừng giảm thiểu, từ 129 quả đã hạ xuống 87 quả, có thể tính ra hắn thất bại bao nhiêu lần. Thẳng đến Hồng Vũ Thần Vương quả chỉ còn 46 quả, Lăng Hàn rốt cục luyện chế ra lô cuồng dã huyết linh đan thứ nhất, chỉ một viên. Đây không phải vấn đề năng lực cao thấp, bởi vì cuồng dã huyết linh đan một lò chỉ có thể ra một viên, chỉ có chất lượng phân chia cao thấp, không có số lượng khác biệt. Thành, rốt cục thành. Lăng Hàn cười ha ha, không vội dùng viên thần đan này, mà lập tức ngồi xếp bằng xuống, tổng kết các loại sai lầm trong lần luyện đan này. Chính bởi vì có tập quán như vậy, tài năng đan đạo của hắn mới tinh tiến dũng mãnh. Có luân hồi thụ trợ giúp, này tự nhiên càng như hổ thêm cánh. Hai ngày sau, hắn kết thúc tổng kết, tiếp tục khai luyện. Lại thành đan, hơn nữa phẩm chất cũng hơi có đề thăng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nếu hai viên cuồng dã huyết linh đan này có thể liên tục gặm mà nói, tu vi của hắn sẽ cấp tốc đề thăng. Hai tiểu cảnh giới nhỏ, mà chiến lực hiển nhiên cũng có thể đề thăng hai tinh. Bất quá, ăn một viên cuồng dã huyết linh đan cần 3 ngày luyện hóa,
Lăng Hàn ngẫm lại đã bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra xem tình huống một chút. Hắn ra hắc tháp, vừa đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Chu Vô Cửu chạy tới, ngạc nhiên nói, Hàn thiếu, ngươi rốt cục xuất quan. Làm sao vậy? Bảo Lâm Các lại tới hạ chiến thư, nói muốn khiêu chiến Hàn thiếu. Chu Vô Cửu nói, hắn dừng một chút mới nói tiếp. Chiến thư ở hơn 2 tháng trước đã tới, nhưng Hàn thiếu một mực bế quan, chậm chạp không có trả lời. Hiện tại tất cả mọi người đang nói Hàn thiếu là khiếp chiến. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ý nghĩ của người khác hắn cho tới bây giờ không để ở trong lòng. Hắn cũng không phải sống cho người khác xem. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, người khác có thể có ý kiến gì sao? Đã như vậy, liền đi một chút đi. Lăng Hàn trước đi Hàn Lâm Các, đi vào liền có thể phát hiện khách nhân ở đây rất ít, cả tiệm thuốc vắng ngắt, đại bộ phận tiểu nhị đều không có việc gì, thật sự là quá rảnh rỗi. Xem ra, bởi vì Lăng Hàn khiếp chiến, để Hàn Lâm Các trước tích lũy thanh danh ầm ầm đổ nát, hiện tại tự nhiên không người hỏi thăm. Đại trưởng lão, ngươi rốt cục đi ra. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên như được cứu tinh. Lăng Hàn cười ha hả nói, trước luôn là bọn hắn tới đây khiêu chiến chúng ta, ngày hôm nay, chúng ta đi Bảo Lâm Các, cũng đi khiêu chiến bọn họ một hồi. Tốt! Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên đều hưng phấn gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng nhịn một bụng hỏa. Bất quá, lần này Bảo Lâm Các xuất động một đan sư cấp 8, hơn nữa, còn có danh thiên tài. Khang Tu Nguyên lập tức nói, khiêu chiến đương nhiên là rất thoải mái, nhưng vạn nhất bị người trái lại treo lên đánh, ha ha, vậy không dễ chơi. Đan sư cấp 8, Lăng Hàn cười cười, nếu đổi thành hơn nửa năm trước, vậy hắn còn phải suy tính một chút, bởi vì để đan sư cấp 8 đi luyện đan dược cấp 7 khẳng định có thể đề thăng xác suất thành đan, phẩm chất cũng có thể nâng cao một bước. Hắn tự tin, nhưng không dễ dàng nắm chắc phần thắng. Nhưng hiện tại hắn đã luyện ra cuồng dã huyết linh đan, tiêu chuẩn trực bức đan sư cấp 9, vậy còn sợ đan sư cấp 8 sao? Không sao, Lăng Hàn nói. Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng nhìn nhau một cái, cũng gật đầu, thầm nghĩ thành tựu đan đạo của Lăng Hàn kinh người. Đồng dạng luyện chế đan dược cấp 7 mà nói, ngay cả đan sư cấp 8 cũng không nhất định có thể áp chế hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1290, Hàn Tâm Nghiên. Một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới Bảo Lâm Các. So sánh với nhau, Bảo Lâm Các kinh doanh nhiều năm thực sự là khí thế đường đường, diện tích lớn hơn Hàn Lâm Các thập bội, căn bản không như một tiệm thuốc mà là một cung điện tráng lệ. Bởi vì trước áp đảo Hàn Lâm Các, ở đây tự nhiên lại lần nữa khôi phục nhân khí dĩ vãng, khách nhân gần như trường long, từ cửa ra ra vào vào, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Lăng Hàn sải bước đi qua, lớn tiếng nói, Hàn Lâm Các đại trưởng lão Lăng Hàn tới khiêu chiến, có người dám tiếp không? Sau một tiếng hét lớn, lượng khách như nước chảy nhất thời bị kiềm hãm, nhất tề nhìn lại Lăng Hàn. Hàn Lâm Các ứng chiến, có trò hay xem rồi. Chỉ một lát sau, liền nghe trong Bảo Lâm Các truyền ra thanh âm, ha ha, Lăng đại sư làm rùa đen rút đầu nhiều ngày như vậy, rốt cục dám ló đầu ra rồi. Con chó ở đâu cắn loạn vậy? Lăng Hàn lập tức trách mắng. Ngươi dám chửi ta là chó? Thanh âm này tức giận nói. Ha ha, ta chỉ nói mà thôi, sao các hạ đối chiếu nhập tọa nhanh như vậy? Lăng Hàn cười to. Lẽ nào các hạ chột dạ mới cảm thấy chỉ cần nhắc tới từ chó liền cùng mình nhắc lên quan hệ? Ghê tởm. Thình thịch, trong đại điện truyền đến thanh âm đập vật, hiển nhiên có người tức không nhẹ. Lăng đại sư quả nhiên không đơn giản, chỉ lên tiếng liền đoạt người. Lại một thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy một lão đan sư từ trong đại điện đi ra, bởi vì theo đường tới cửa là một loạt bậc thang thật cao. Lão đầu đi trận chiến ấy, nhất thời tạo thành khí thế trên cao nhìn xuống, quan sát Lăng Hàn. Ha ha, cư nhiên ở trước mặt hắn đùa giỡn thủ đoạn như vậy. Thân hình của Lăng Hàn thoát một cái, nhất thời biến thành cự nhân, nguyên lực cường đại tràn ngập, này tự nhiên là chút lòng thành. Hắn trái lại nhìn xuống lão đan sư nói, ta đến ứng chiến, Bảo Lâm Các ai đánh với ta một trận. Khóe miệng của lão đan sư co quắp, tâm nói tiểu tử này thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Hắn cười ha hả nói,
Vậy kính xin Lăng đại sư đợi chút, đợi lão phu đi mời Hàn đại sư ra. Hắn xoay người vào đại điện, mà Lăng Hàn cũng thu hồi thân hình, loại tranh giành khí phách này bất quá là chơi vui mà thôi. Thế giới này liều mạng chính là thực lực. Đi, Lăng Hàn nói, đi lên phía trước. Hai người Khang Tu Nguyên nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo, nhìn Lăng Hàn ở phía trước, bọn họ đều mọc lên cảm giác cổ quái. Như về tới Hằng Thiên Đại Lục, theo chân sư tôn một đường quét ngang các lộ đan đạo danh gia, cuối cùng thành địa vị đan đạo đế vương của Lăng Hàn. Ba người rất nhanh vào đại điện, đối phương cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bố thành một bức tường người, mỗi người hai tay ôm ngực, có vẻ hùng hổ. Lăng Hàn từ trong hắc tháp lấy ra một cái ghế ngồi xuống, căn bản không xem mình là ngoại nhân, cực kỳ thong dong. Điều này làm cho người của Bảo Lâm Các tức điên, người này tự tin bao nhiêu a, như là chủ nhân ở đây vậy. Một lát sau, bức tường người đột nhiên tách ra, chỉ thấy chúng tinh phủng nguyệt, nên ra một nữ tử. Đây là một mỹ nữ, lạnh như băng, vóc dáng thon dài, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn. Nói có khuyết điểm gì, đó chính là ngực tựa hồ có chút bình, không đủ ngạo nhân. Ngươi là Lăng Hàn. Mỹ nữ băng xương này quét nhìn Lăng Hàn, lộ ra một tia chẳng đáng, thậm chí chán ghét. Ta là đan sư cấp 8, thấy ta, vì sao không hành lễ? Sách, thật đúng là hung hăng. Lăng Hàn cười nhạt nói, làm sao ngươi biết, ta không phải đan sư cấp 9. Này không phải phế thoại sao, có đan sư cấp 9 trẻ tuổi như thế sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều là Hàn Tâm Nghiên sao? Mỹ nữ băng xương vô cùng ngạo nghễ, nàng là đan đạo thiên tài chân chính, hôm nay bất quá hơn một vạn tuổi, cũng đã là đan sư cấp 8. Không thể nhảy vào cấp 9 là bởi vì bị cảnh giới võ đạo hạn chế, thần hồn không đủ cường đại, dẫn động thần hỏa cũng không đủ nóng. Đối phương nhìn qua còn trẻ hơn nàng, còn muốn ở trên đan đạo vượt trước nàng. 100 vạn không tin. Hanh, cũng được. Hàn Tâm Nghiên ngạo nghễ nói. Vậy đến so một lần, nếu ngươi thua, ngoan ngoãn dập đầu 100 đầu cho ta, tự thừa nhận mình thất lễ. Lăng Hàn cười nói, vậy nếu ngươi thua, thân sĩ như ta sẽ không cho ngươi dập đầu gì, liền bưng chén trà, viết một chữ phục cho ta. Hàn Tâm Nghiên không khỏi mắt xạ hàn quang, hậu bối này cư nhiên cuồng ngạo như vậy, để cho nàng tức giận. Đan đạo như võ đạo, kém một đẳng cấp, như kém một thiên địa, chỉ là đan sư cấp 7 lại dám lớn lối ở trước mặt đan sư cấp 8 như thế, này là đại bất kính. Nàng cô nén lửa giận nói, hãy bớt sàm ngôn, bắt đầu luyện đan đi. Xem ở phân thượng ngươi là hậu bối, ta liền chọn trước, luyện chế. Linh Vũ tẩy cốt đan. Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người ồ lên. Người nào không biết, trước Lăng Hàn chính là luyện chế thành công ra Linh Vũ tẩy cốt đan, đánh bại Bảo Lâm các lý đan sư, nhất cử thay đổi cục diện. Nhưng bây giờ Hàn Tâm Nghiên cư nhiên cũng tuyển luyện chế Linh Vũ tẩy cốt đan, đây là có tự tin tuyệt đối a. Ở lĩnh vực đối phương am hiểu đánh bại đối phương, thực sự là khí phách. Lăng Hàn khoát khoát tay nói, ngày hôm nay chúng ta không thể so đan dược cấp 7. Hắc, lẽ nào ngươi muốn luyện chế đan dược cấp 6? Hàn Tâm Nghiên cười lạnh, không, chúng ta so luyện chế đan dược cấp 8. Lăng Hàn nói, trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngươi nhất định là đang nói đùa a, trước ngươi chính mồm nói, mình bất quá là đan sư cấp 7, sao mới đi qua hơn nửa năm, ngươi nói muốn luyện chế thần đan cấp 8. Người nào có thể có được tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy? Hai người Khang Tu Nguyên cũng sắp điên, chút nữa ngươi luyện nổ lò, chẳng phải là để người chê cười sao? Hàn Tâm Nghiên lộ ra vẻ khinh thường nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi còn có thể luyện chế đan dược cấp 8 à? Vì sao không được? Lăng Hàn lấy ra lò luyện đan nói, ngày hôm nay ta muốn luyện chế là cuồng dã huyết linh đan. Cái gì? Hàn Tâm Nghiên động dung. Cuồng dã huyết linh đan, đây là đan phương ở rất sớm trước đây liền thất truyền, chí ít ở Trường Quang Tinh Vực là không người biết luyện chế. Đan phương này quá chân quý, mà nếu thành đan xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn phát tranh mua kịch liệt. Người này là đang hư trương thành thế sao? Hàn Tâm Nghiên không nắm được chủ ý, người đàn ông trước mặt này quá tự tin, người như vậy hoặc là thực định liệu trước, hoặc chính là người điên. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1291, viết chữ phục.
Vậy sao luyện đan dược cấp 8? Nàng trầm giọng nói. Lúc này, nàng thật dâng lên ý coi trọng, không dám khinh thường Lăng Hàn nữa. Ta luyện Cửu Hoàng Kim Trung Đan. Đây cũng là đan dược cấp 8, nhưng vô luận là dược hiệu hay độ khó đều không so được với Cuồng Dã Huyết Linh Đan, nhưng Cuồng Dã Huyết Linh Đan gần như có thể nói là đan dược cấp 9. Bởi vậy, vô luận nàng tuyển trạch luyện chế đan dược gì cũng không thể ở trên độ khó siêu việt, tự nhiên không sao cả. Chỉ cần Lăng Hàn thành công luyện chế ra Cuồng Dã Huyết Linh Đan, mặc kệ phẩm chất thành đan ra sao, thắng chính là Lăng Hàn. Nhưng trái lại, Lăng Hàn nổ lò, mà nàng thành đan, thua tự nhiên là Lăng Hàn. Mời. Hai bên bắt đầu chuẩn bị tài liệu, khi Lăng Hàn lấy ra Hồng Vũ Thần Vương quả, đôi mắt đẹp của Hàn Tâm Nghiên không khỏi ngưng lại. Ngay cả thần quả như vậy cũng đem ra, Lăng Hàn tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Bằng không, cái giá thực quá lớn. Tên này, thật nắm giữ được cổ phương như vậy, thậm chí còn có thể luyện chế thành công. Nàng cảm giác hoang đường, nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm lại có vài phần tin tưởng Lăng Hàn có thể thành công. Điều này làm cho nàng tâm loạn, sao còn chưa có so đã đoán mình sẽ bại chứ? Các khách nhân đều bị chặn ở cửa, bày ra một đạo cấm chế, miễn cho bọn họ phát sinh lớn tiếng, quấy nhiễu đến hai người tỷ thí. Hiện tại Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên cũng chỉ có tin tưởng Lăng Hàn, tuy bọn họ cũng không thể tiếp thu, qua hơn nửa năm mà thôi, vị đại trưởng lão này liền nâng cao một bước. Oanh, thần diễm bốc lên, hai vị đan sư trẻ tuổi đều bắt đầu tự mình luyện chế. Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, lập tức tiến nhập trạng thái vật ngã lưỡng vong. Cuồng Dã Huyết Linh Đan là đan dược khó luyện chế nhất hiện nay hắn gặp, hơn nữa cũng là cực hạn của hắn hiện nay. Bởi vậy, ngay cả hắn cũng cẩn cẩn rực rực, sơ ý một chút sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Luyện chế thần đan cấp 8 cần 1 tháng, này không chỉ khảo nghiệm kiên trì, nghị lực, còn yêu cầu có nguyên lực cùng thần hồn cường đại chống đỡ. Bởi vì này tương đương với đang toàn lực giao chiến, có bao nhiêu người có thể liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy. Một cái dừng lại liền có thể dẫn đến nổ lò, nên càng lên trên, đan sư lại càng ít. Lăng Hàn đã quên tất cả. Này không chỉ là cuộc tỉ thí, luyện ra Cuồng Dã Huyết Linh Đan vốn chính là thần dược giai đoạn hiện tại hắn cần. Bởi vậy, đã có thể bại địch, lại có lợi với mình, tự nhiên phải chăm chú. Trong một tháng luyện đan, mọi người tới tới đi đi, trừ đan sư, người nào sẽ có kiên trì nhìn từ đầu tới cuối. Bất quá, đối với phần lớn đan sư mà nói, đây thật là một thịnh yến, quan khán hai đan sư cấp 8 đấu pháp, đối với bọn họ có giúp ích rất lớn. Mà ngày cuối cùng hết, gần như toàn bộ người trong thành đều chen lại đây muốn tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng. 2. Gần như chẳng phân biệt được trước sau, Lăng Hàn cùng Hàn Tâm Nghiên đồng thời vỗ lò luyện đan, thình thịch, nhất thời nắp lò bay lên. Mà lần này, Lăng Hàn không có dấu dốt, vận dụng tam hỏa dẫn, phương pháp hắn am hiểu nhất. A. À, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên nhất thời há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Tam hỏa dẫn. Đó nhất định là tam hỏa dẫn. Hai người đều thầm nói, nhưng tam hỏa dẫn rõ ràng là tuyệt kỹ của sư tôn, cũng chỉ truyền cho hai người bọn họ. Mà bọn họ lại không có truyền cho người nào ở Hằng Thiên Đại Lục, như vậy học được Lăng Hàn từ đâu? Lẽ nào, này là đệ tử cách thế của sư tôn? Hưu, một viên đan dược lóng lánh từ trong lò luyện đan bay ra, ở trên trời loạn vũ. Này là Cuồng Dã Huyết Linh Đan, luyện thành. Hàn Tâm Nghiên chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền thở dài, lấy nhãn lực của nàng. Chỉ liếc mắt nhìn trong nguyên liệu có Hồng Vũ Thần Vương quả, liền có thể kết luận Lăng Hàn luyện chế tuyệt đối là Cuồng Dã Huyết Linh Đan. Mà bây giờ đan thành, kết quả liền không cần nói cũng biết. Nàng thua, Lăng Hàn thắng. Ta thua, nàng tâm phục khẩu phục. Chúng nhân chấn động mãnh liệt, ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên thật thành đan sư cấp 8, hơn nữa đánh bại thiên tài trong thiên tài, Hàn Tâm Nghiên. Người của Bảo Lâm Các thì toàn bộ hóa đá. Nửa năm qua, bọn họ một mực chờ vị đan sư cấp 8 đang bế quan nghiên cứu cổ đan phương kia, nhưng hắn vẫn không có xuất quan. Xảo chính là, Hàn Tâm Nghiên vừa mới đến thăm Lâm Vũ Viên, liền bị Lâm Vũ Viên nhờ, đi khiêu chiến Hàn Lâm Các. Hàn Tâm Nghiên chính là đan sư trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, quang hoàn trên đầu bất tận, nói ngắn lại. Nàng chính là vì đan đạo mà sinh, chính là một trong 10 đại đan sư thiên phú cao nhất của Đại Xích Dương Đế Triều. Nhưng bây giờ,
nàng thua một người càng trẻ tuổi. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Hàn Tâm Hiên quả thực kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải người không thủ tín. Lúc này bưng chén trà tới, dâng cho Lăng Hàn, cũng lấy chỉ làm kiếm, ở dưới chân Lăng Hàn khắc một chữ phục. Nguyện thua cuộc, quang minh lỗi lạc. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, cô gái này tâm tính có thể, thiên phú đàn đạo lại cao, để hắn động ý thu đệ tử thứ 6. Chỉ là hiện tại hai người phẩm cấp đàn đạo như nhau, hơn nữa lập trường tương phản, nếu hắn mở miệng nói muốn thu đồ đệ, đoán chừng là lọt vào một trận khinh bỉ. Hắn uống một ngụm trà nói, đan cũng sau qua, trà cũng đã uống, liền cáo từ. Chờ một chút. Hàn Tâm Nghiên mở miệng, nàng cắn môi một cái nói, ta còn có thể khiêu chiến ngươi. Ha ha, có thể, bất quá phải chờ ta có thời gian. Lăng Hàn cười nói, đây cũng không phải thoái thác, mà là trọng tâm của hắn cuối cùng ở võ đạo, không có khả năng một mực luyện đan. Mang hai người Vân Vĩnh Vọng, Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Người vây xem tự nhiên cũng giải tán, mà khi ba người trở lại Hàn Lâm Các, lập tức phát hiện lưu lượng khách ở đây so với lúc bọn họ rời đi nhiều hơn gấp 5 lần, hơn nữa đây chỉ là một cái bắt đầu. Dám hỏi đại trưởng lão, trước sử dụng, là tam hỏa dẫn sao? Trở lại Hàn Lâm Các, Khang Tu Nguyên liền không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Hàn mỉm cười nói, không sai, nửa năm quan sát, tuy không phải hắn, mà là Nghiễm Nguyên cùng Chu. Vô Cửu, Lăng Hàn có thể kết luận hai đồ đệ này cùng Vân Phượng Tông không có liên hệ gì, chắc là không có quên bản phận. Đại trưởng lão, ngươi là từ đâu học được môn bí thuật này? Vân Vĩnh Vọng hỏi, nơi nào? Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười hồi ức. Đây vốn chính là thủ pháp độc môn của ta. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1292, Lăng gia quả phụ. Đằng, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên đồng thời đứng lên, lộ ra vẻ giận dữ. Lại dám nói tam hỏa dẫn của sư tôn bọn họ sáng chế là độc môn của hắn. Này quá không biết xấu hổ, mặc kệ đối phương làm sao giúp Hàn Lâm Các, nhưng có một nguyên tắc, có một cực hạn là tuyệt đối không thể thoái nhượng. Đó chính là sư tôn của bọn họ, như thiên thần, như chân tiên, tuyệt đối không thể khinh nhờn. Ta nghĩ, đại trưởng lão cũng nên ly khai. Vân Vĩnh Vọng lạnh lùng nói, biểu tình của Khang Tu Nguyên cũng lạnh lùng. Quả thực, Lăng Hàn trợ giúp Hàn Lâm Các rất lớn, nhưng coi như Hàn Lâm Các suy sụp. Bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép một người ăn cắp thành tựu của sư tôn ở lại trong điếm, này là đại bất kính với sư tôn. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại hai đồ đệ này biểu hiện để hắn rất hài lòng, nhưng hắn lại nói, các ngươi đây là muốn xua đuổi công thần sao? Chúng ta sẽ cho các hạ đủ thù lao, Khang Tu Nguyên lạnh lùng nói. Lăng Hàn lại nói, các ngươi không sợ ta gia nhập Bảo Lâm Các sao? Các ngươi nên biết, nếu ta gia nhập Bảo Lâm các ngươi tuyệt đối chống không nổi 10 ngày, liền đóng cửa. Ha ha, không biết các hạ có nghe câu này chưa, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vân Vĩnh Vọng quả quyết nói. Lăng Hàn vỗ tay một cái, cười nói, cần gì chứ, chỉ là một câu nói mà thôi. Các hạ, ngươi nên ly khai, thù lao của ngươi qua mấy ngày chúng ta sẽ đưa đến phủ. Khang Tu Nguyên, hạ lệnh trục khách. Lăng Hàn mỉm cười nói, ta nhớ đó là một ngày trời đông giá rét, ta ở trước một tửu lâu phát hiện một tiểu hài tử sắp bị đông lạnh chết. Gọi cho hắn một tô mì, từ đây tiểu hài tử này liền ỉ lại vào ta, vô luận ta đi tới chỗ nào liền theo tới chỗ đó. Cả người Khang Tu Nguyên run lên, trong ánh mắt lộ ra quang thải không thể tin tưởng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt này. Đây là tràng cảnh lúc hắn cùng sư tôn gặp nhau, hắn là cô nhi, thiếu chút nữa đông chết, được Lăng Hàn cho một tô mì, liền đi theo Lăng Hàn, nhõng nhẽo muốn làm tùy tùng của đối phương. Sau bị nghị lực của hắn cảm động, Lăng Hàn thu hắn làm đồ đệ, mà hắn cũng không có cô phụ Lăng Hàn kỳ vọng, ở đan đạo cho thấy thiên phú trác việt, từ đây đi lên con đường đan sư. Chuyện này, hắn chưa từng nói cho bất luận kẻ nào biết. Lẽ nào? Lăng Hàn lại nhìn về phía Vân Vĩnh Vọng nói, ngươi là Vân gia thiếu gia, bởi vì bị vị hôn thê vứt bỏ. Liền đầu đến môn hạ của ta, muốn học thành võ nghệ, trở lại cho nữ nhân kia hai cái bạt tai. Nhưng không nghĩ tới, ngươi ở đan đạo thiên phú lại vượt xa võ đạo,
cuối cùng không có thể trở thành cao thủ võ đạo, lại thành đàn đạo đại sư. Vĩnh Vọng, vi sư còn nhớ rõ, ngươi từng làm cho vi sư một cái áo choàng, nhưng chẳng ra thể thống gì, kết quả bị ba sư huynh đệ cười hơn nửa năm. Sư phụ, Vân Vĩnh Vọng không khỏi kêu lên, nhưng lời ra khỏi miệng mới biết được không hợp, người trước mặt này tại sao có thể là sư phụ chứ? Lăng Hàn thở dài nói, lúc ấy vi sư tiến nhập một di tích cổ thám hiểm, kết quả thân tử đạo tiêu, nhưng linh hồn lại bất diệt, vạn năm sau, lại ở trên người một thiếu niên thu được tân sinh. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên hai mặt nhìn nhau, đã vô cùng kinh hỉ, lại cảm thấy khó mà tin được. Phải biết dù ở thần giới, chuyển hồn hoa cũng là chí bảo. Tông chí bảo, trăm ức năm mới có thể sinh ra một gốc, độc nhất vô nhị. Nhưng Lăng Hàn có thể ở tiểu thế giới để linh hồn chuyển thế, phúc trạch như vậy thậm chí vượt qua thánh nhân. Có nên tin tưởng hay không? Lăng Hàn cười ha hả, kể lại một số chuyện của năm người bọn họ khi đó. Hai người Vân Vĩnh Vọng càng nghe càng kinh, việc này tuy không tính là bí mật, càng không phải bí pháp gì, nhưng cũng chỉ giới hạn ở năm người bọn họ. Bây giờ nghe Lăng Hàn không ngừng nói ra, để cho bọn họ càng ngày càng tin tưởng Lăng Hàn. Chứng cứ trọng yếu nhất là, trừ sư tôn của bọn họ ra, người nào còn có thể có được thiên phú đan đạo cao như vậy? Nếu là sư tôn của bọn hắn, như vậy nửa năm tăng một cấp. Nói không chừng có khả năng. Sư phụ, hai người Vân Vĩnh Vọng đều quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Lăng Hàn cũng cảm xúc dâng trào, giơ tay lên nói, không cần đa lễ, vạn năm không gặp. Có thể nhìn thấy các ngươi không chỉ bình an vô sự, hơn nữa ở đan đạo, võ đạo đều có tiến bộ nhảy vọt, để vi sư rất vui mừng. Sư phụ, hai người Vân Vĩnh Vọng đều rơi lệ đầy mặt, nói không ra lời. Được rồi, sư huynh đệ của hai người các ngươi đâu? Lăng Hàn hỏi. Trong bốn đồ đệ, Trần Thụy Tĩnh là lão đại, Vân Vĩnh Vọng là lão nhị, Khang Tu Nguyên lão tam, Giang Dược Phong là lão tứ. Sắc mặt của Vân Vĩnh Vọng không khỏi biến hóa, muốn nói lại thôi. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt nói, ta biết, trong sư huynh đệ các ngươi tất có hiềm khích, ban đầu ở Hằng Thiên Đại Lục thấy có hai Hàn Phong hội, vi sư liền đoán được. Trước đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên nhau nhìn, Vân Vĩnh Vọng nói, để ta nói đi. Hắn dừng một chút, sửa lại tâm tư mới nói, sau khi sư tôn mất mấy trăm năm. Hắn mới bắt đầu liền ngừng lại, nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ bối rối, sư tôn còn ngồi trước mặt, nói chết không phải đại nghịch bất đạo sao? Không có. Gì? Lăng Hàn cười nói, ngũ tông rất nhanh thì lộ ra chân diện mục, muốn tai họa thiên hạ. Lúc đó, quần hùng thiên hạ nổi lên, chống lại ngũ tông hãm hại. Nhưng tuy thiên địa biến hóa, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng nội tình của ngũ tông càng thâm hậu hơn. Còn có thần giới trợ giúp, tuy chúng ta liều mạng với vài thần linh, nhưng cuối cùng vẫn lấy thất bại kết thúc. Bất quá, Thiên Kiếm Cung có nữ nhi của một vị đại nhân vật đi tới Hằng Thiên Đại Lục, nảy lòng du sơn ngoạn thủy, cư nhiên lại coi trọng lão tứ. À, Lăng Hàn không khỏi kinh hô một tiếng, Giang Dược Phong phong lưu vô số, lại còn có thể được một bạch phú Mỹ đến từ thần giới coi trọng, đây thật là để người giật mình. Lão tứ cũng thích nàng kia, còn muốn ba người chúng ta cùng hắn đi thần giới, tự nhiên bị chúng ta cự tuyệt. Vì vậy, chúng ta liền xích mích. Vân Vĩnh Vọng tiếp nói, chúng ta vốn phải chết trận ở Hằng Thiên Đại Lục, nhưng sư nương. Không, là Thiên Phượng thần nữ mang chúng ta lên thần giới, nàng nói, chúng ta không dám không nghe. Quả nhiên, ở trong lòng bốn đồ đệ, Thiên Phượng thần nữ sớm đã là sư nương, nói ra còn có trọng lượng hơn hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1293, phu nhân cho mời. Lăng Hàn lắc đầu, trước đây đánh không lại Thiên Phượng thần nữ, nhưng bây giờ, hẳn không có vấn đề đi. Hiện tại Thiên Phượng thần nữ ở nơi nào? Hỏi hắn, trong giọng nói cũng có vẻ kích động. Sư nương, tuy Thiên Phượng thần nữ xuất thân tiểu thế giới, nhưng huyết mạch vô cùng cường đại, sau khi trở lại Vân Phượng Tông liền được trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ dùng 3.000 năm liền bước vào Nhật Nguyệt Cảnh, hiện tại càng đạt tới Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn. Khang Tu Nguyên tiếp lời nói. Nàng bất mãn cách làm của Tông Môn, sau khi vì Tông Môn ra sức mấy lần, liền tuyên bố thoái ẩn,
cũng tự xưng là. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi buồn bực nói, tiểu tử thối, còn dám treo khẩu vị của vi sư. Tuy Khang Tu Nguyên tuổi một sấp dày, nhưng bị Lăng Hàn quát tiểu tử thối lại cười hì hì. Dĩ nhiên, luận niên linh tương đối, nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị hơn một vạn tuổi quả thực rất trẻ tuổi. Hắn lại nói, nàng tự xưng là Lăng gia quả phụ. Lăng Hàn sờ sờ cằm, hung bà nương này cư nhiên tự nhận vợ hắn, da mặt thực sự là quá dày, bất quá hắn vui mừng. Hiện tại Giang Dược Phong tự nhiên ở Thiên Kiếm Cung, mà Trần Thụy Tĩnh thì ở các nơi thám hiểm, hắn là võ giả, cần ở trong chiến đấu để thăng thực lực. Còn Thiên Phượng Thần Nữ, hiện tại nàng ẩn cư ở Thủy Nguyên Cốc, một địa phương cách nơi đây không sai biệt lắm 3.000 dặm. Lăng Hàn quyết định lập tức đi tìm Thiên Phượng Thần Nữ. Đẩy ngã ngũ tông có thể từ từ làm, nhưng thê tử đã thả một vạn năm, hắn một khắc cũng không muốn đợi lâu. Hắn ra Hàn Lâm Các, vừa định xuất phát, đã thấy một chiếc xe ngựa chặn đi đường của hắn, chỉ thấy một thanh y nữ tử ở trên xe ngựa hơi cúi nói, Lăng đại sư, phu nhân nhà ta cho mời. Phu nhân nhà ngươi? Lăng Hàn kinh ngạc. Là ai? Lăng đại sư lên xe, chẳng phải sẽ biết. Thanh y nữ tử hé miệng cười, toát ra một phong tình diễm lệ. Nhìn trang phục của nàng hẳn chỉ là một tỳ nữ, nhưng một tỳ nữ cũng có phong tình như vậy. Vậy chủ nhân là vưu vật thiên kiều bá mị bực nào? Người bình thường tất nhiên sẽ tưởng tượng vô tận, vui vẻ đáp ứng lên xe, xem hình dáng vị phu nhân kia. Nhưng hiện tại Lăng Hàn nào có tâm tình này? Hắn lắc đầu nói, không rảnh. Hắn lắc lắc tay áo, nghênh ngang mà đi. Ai ai ai? Thanh y nữ tử vội từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngăn trở lối đi của Lăng Hàn, đồng thời ưỡn bộ ngực cao vót, thiếu chút nữa đụng phải trên người Lăng Hàn, khiến cho Lăng Hàn lui về phía sau một bước. Nữ nhân muốn mạnh mẽ lên, nam nhân thật. Đúng là phải cẩn thận một chút, nếu không ngươi bị ngực của nàng đụng trúng, vậy khẳng định là ngươi muốn chiếm tiện nghi của người ta, nhất định như vậy. Lăng đại sư, phu nhân nhà ta chính là mỹ nhân trên đời này đều biết, không biết có bao nhiêu dị sĩ xếp hàng muốn gặp phu nhân nhà ta. Nhưng vậy cũng phải xem tâm tình của nàng a. Thanh y nữ tử có chút ngạo nghễ. Hiện tại phu nhân nhà ta chủ động mời, ngươi lại còn cự tuyệt, không sợ phu nhân nhà ta thương tâm sao? Cùng ta có quan hệ gì? Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta không đồng ý. Thanh y nữ tử nói, lấy tay bắt tới Lăng Hàn. Lăng đại sư, ngươi đã không chịu ngoan ngoãn lên xe, ta chỉ có thể mạo phạm. Oanh, trong cơ thể nàng dũng động ra khí tức cường đại, đúng là một cao thủ nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường cao thủ nhật nguyệt cảnh, nơi nào không thể đi, lại đi làm tỳ nữ. Bất quá, hắn tự nhiên không sợ. Hắn ngưng tụ nắm tay, đánh tới đối phương, bởi vì tu ra lôi đỉnh kiếm pháp, lại ngộ được một tia uy năng thiên kiếp. Một quyền này của hắn không chỉ nhanh, hơn nữa phía trên có lôi điện oai, lực phá hoại kinh người. Kết, lôi đỉnh loạn thiểm. Thanh y nữ tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng nàng đã không kịp thu chiêu, đầu ngón tay vừa khéo đụng phải nắm tay của Lăng Hàn, thình thịch, một tiếng vang nặng nề, hai người đều lui ra phía sau. Cô gái này là nhật nguyệt cảnh hậu kỳ, nhưng không phải thiên tài mấy tinh, bởi vậy, lực lượng của nàng bất quá sàn sàn với Lăng Hàn. Nhưng một quyền này của Lăng Hàn dùng tới thiên kiếp lực, lực phá hoại kinh người bực nào, nhất thời chấn đầu ngón tay của thanh y nữ tử chảy máu. Thật không nghĩ tới, Lăng đại sư lại còn là cao thủ võ đạo. Thanh y nữ tử chuyển động công pháp cầm máu, trên mặt có vẻ kinh ngạc, nhưng không có luống cuống, bất quá, phu nhân ra lệnh, Lăng đại sư còn nên thành thật phối hợp mới tốt. Con ngươi nàng mở ra, ông, hai vòng nhật nguyệt hiện, lên, nhưng không tản mát ra một tia nhiệt lực, mà tràn đầy âm lãnh, chu vi có băng xương xuất hiện, hạ xuống. Nhật nguyệt, chỉ là nhìn qua như nhật nguyệt trên bầu trời mà thôi. Có người tu hàn băng chi lực, vậy nhật nguyệt tự nhiên vô cùng băng lãnh, tản mát ra hàn lực vô tận. Nhật nguyệt phóng ra ngoài. Trong lòng Lăng Hàn gật đầu, ở đây trình tự võ đạo quả nhiên mạnh hơn hợp ninh tinh, chí ít hợp ninh tinh chỉ thấy tam nguyên thượng nhân có thể phóng hằng hà ra ngoài. Những người khác chỉ biết vận dụng lực lượng sơn hà nhật nguyệt cùng tinh thần mà thôi. Băng hàn như vậy để huyết dịch của Lăng Hàn cũng phải đông lại, làm thân thể hắn muốn đóng băng. Bất quá, muốn đánh bại hắn, này xa xa không đủ. Kết, cả người hắn tán phát ra lôi quang, tia chớp dày đặc, nhất thời ngăn cách lực đóng băng ra ngoài ba thước,
băng phong trì thường. Thanh y nữ tử nhẹ xích một tiếng, hàn khí vô tận ngưng kết, ngưng tụ thành một thanh băng thương, tiếp đó chợt đâm tới Lăng Hàn, gió lạnh quyển đãng, hóa thành vô số đạo băng nhận. Lăng Hàn một chỉ điểm ra, kiếm ý diễn hóa, mang lôi đỉnh chi lực, nghênh đón băng nhận. Ba 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 ba, tất cả băng nhận đều bị nổ nát. Lăng Hàn đứng chắp tay nói, đủ chưa? Thanh y nữ tử dung băng thương lên nói, chưa đủ. Nàng phục lại công lên, trường thương không ngừng đâm, còn có thể sử dụng như côn, ý chí võ đạo quán chú. Trên băng thương xuất hiện từng đạo thần văn, đan vào thành quang mang lóng lánh. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng triển khai chiến lực, nắm tay oanh kích, không ngừng nện ở trên băng thương. Tạp tạp tạp, trên băng thương xuất hiện vết rạn, sau khi ăn một cái trọng quyền của Lăng Hàn, cuối cùng vỡ nát. Mà sắc mặt của thanh y nữ tử cũng trắng bệch, tóc tai bù xù, không còn một chút xíu xinh đẹp mê người. Nàng không khỏi hoảng sợ, Lăng Hàn chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ mà thôi, lại ở chính diện đánh bại mình, thực lực này quá kinh người. Nhưng nàng cũng không chịu thua, mà lấy ra một tấm thần phù, muốn dán lên người. Các bạn vừa nghe xong tập 129 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.